Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của mình. Ở cái video hôm nay mình sẽ nói cho các bạn những cái lưu ý quan trọng khi chúng ta chơi cái game Nitronic Glass này, và thứ hai là cái cách chúng ta thể khôi phục tài khoản khi chúng ta chuyển máy, hoặc là chúng ta cài lại Win, hay là chúng ta xóa game để chúng ta đăng nhập lại. Thì đầu tiên, cái lưu ý quan trọng đầu tiên của chúng ta nó sẽ là cái cổng Portal và cái Twitter. Thì đây, khi mà các bạn đã tạo tài khoản game và các bạn lấy một cái link dép, thì cái link dép đấy của các bạn sẽ tạo thành một cái cổng Portal và nó được đăng nhập bằng Twitter. Thì ở đây mình đã có một cái link dép rồi. Khi mình truy cập vào cái trang này, khi mình nhấn vào download game này, nó sẽ nhảy về cái trang link dev của các bạn và nó yêu cầu đăng nhập bằng Twitter. Thì ở đây có một cái lưu ý là cái cổng Portal này của chúng ta nó sẽ là cái cổng mà sau này các cái hoạt động của event của game thì nó sẽ trả thưởng về trên này cho các bạn. Ví dụ như các bạn được cái rank cao thì các bạn sẽ được thưởng theo tuần thì nó sẽ trả về đây. Hoặc là như các bạn mới chơi thì sẽ được thưởng cái medal và nó sẽ quy đổi thành G và nó chuyển về đây, và từ đây thì các bạn mới là rút về game được. Và cũng như các bạn mới chơi thì các bạn sẽ vào cái mục kiếm này thì các bạn kiếm G. Đấy, thì các bạn làm nhiệm vụ các bạn vẫn kiếm G, và sau khi nó sẽ trả về đây thì các bạn sẽ dùng transfer này để rút về. Đấy, transfer thì các bạn sẽ rút về. Đấy, như các bạn đây là lịch sử rút tiền của mình đây. Thì chính vì vậy, cái tài khoản Twitter của chúng ta là một cái cực kỳ quan trọng, và để dùng lâu dài với game, đồng hành cùng game thì các bạn phải lưu mật khẩu Twitter và cũng như là cái tên đăng nhập của Twitter để an toàn để dùng lâu dài. Và trong các trường hợp mà các bạn Việt Nam chúng ta hay tham gia các cái kèo Euro thì các bạn nên dùng một cái Twitter khác. Đấy, tránh xa cái Twitter này ra, bởi vì theo chính sách của Twitter thì các bạn nếu mà chia sẻ nhiều, quá nhiều cái airdrop mà các bạn sẽ bị ban tài khoản và đình chỉ tài khoản và không thể đăng nhập được vào cái trang Portal này để các bạn có thể rút được cái G thưởng của các bạn về nữa. Và một khi các bạn bị ban Twitter thì cái tài khoản của các bạn chỉ có thể chơi chay thôi, bán đồ ở trên game và chuyển từ game về web, chứ còn mọi hoạt động Event khi các bạn được trả thưởng thì các bạn không thể đăng nhập vào cái cổng Portal này để lấy được nữa. Bởi vì mỗi tài khoản của chúng ta, mỗi ID game nó sẽ liên kết với lại một cổng Portal, và một cổng Portal này nó sẽ được liên kết với một Twitter duy nhất. Chính vì vậy là các bạn khi các bạn chơi cái game này thì các bạn hãy lưu ý rằng cái cổng Portal và Twitter này là một cái cực kỳ rất là quan trọng và bắt buộc các bạn là phải gìn giữ cái tài khoản Twitter của mình luôn luôn hoạt động và lưu mật khẩu cũng như là tên tài khoản để và các cái số điện thoại hay là email khôi phục cho cái Twitter này dùng trong trường hợp khi các bạn quên mật khẩu về sau. Đấy, các bạn hết sức lưu ý điều này và không dùng cái Twitter này để các bạn chia sẻ các cái kèo airdrop, tránh trường hợp là bị Twitter ban ác các bạn nhé. Ở cái lưu ý thứ hai thì chúng ta sẽ đến với lại cái ID, cái store và cái pre cây. Cái store thì mình sẽ nói qua thôi, và cái chính xác nhất của chúng ta là cái private cây này này, là pre cây thì các bạn bắt buộc phải lưu lại nếu như các bạn muốn chơi game lâu dài và có thể khôi phục game bất cứ lúc nào. Thì ID là cái địa chỉ ví điện tử của các bạn trên cái nền tảng blockchain của game, chính là cái mà khi các bạn nhấn vào mục end này nó sẽ yêu cầu các bạn là nhập cái ID. Thì ID mình sẽ chỉ cho các bạn luôn, ở trên launcher cái màn hình đăng nhập ấy, chúng ta sẽ quay lại từ đầu. Thì cái màn hình đăng nhập của các bạn thì cái ID chính là cái đầu tiên. Các bạn chờ một tí thì các bạn chúng ta sẽ có một cái dấu tích để copy cái ID này. Đây, ID là cái này. Đấy,
cái dòng này là cái ID, thì các bạn có thể kích vào đây để copy, nó ra copy. Và trong trường hợp mà khi các bạn mà đăng nhập vào game rồi thì cái ID mình sẽ chỉ cho bạn luôn. Cái ID là để dùng cho chúng ta trong cái dán vào trang web Poktan, và để sau này khi chúng ta rút về tài khoản game thì nhà phát hành game sẽ transfer về cho các bạn theo cái địa chỉ ID này. Thì các bạn phải nhập đúng cái ID mà trên game của các bạn để lên cái trang Poktan này cho đúng, cho đồng bộ, thì sau này khi các bạn rút một phát thì nó sẽ về đúng tài khoản game của mình. Còn cái case store, thì case store nó chính là ở đây. Khi các bạn mở lên, cài đặt lên thì các bạn vào đây thì các bạn sẽ thấy cái mục case store, và các bạn sẽ open ra thì nó sẽ mở ra cho các bạn cái mục case store này. Thì các bạn mở vào đây thì các bạn chỉ chơi được một acc thôi, sẽ có một cái file này, thì các bạn có thể copy cái file này để lưu. Và khi mà các bạn tải lại game thì các bạn hãy copy trả vào cái mục này thì nó sẽ nhận cái tài khoản của các bạn. Nhưng mà đây là một cái rất là rườm rà và nó không phải là cái khóa chính của game, thì mình sẽ nói với các bạn là cái quan trọng nhất các bạn phải lưu, bắt buộc phải lưu, đó là chính là cái do private key này. Đấy. Đây chính là do private key, và để lấy được nó ở đâu thì bây giờ vào game thì mình sẽ chỉ cho các bạn. Do private key nó chính là cái khóa. Đấy, cái khóa của cái ví điện tử của các bạn trên cái nền tảng blockchain của game này. Nó giống như khi mà các bạn lập các cái tài khoản ví điện tử như là MetaMask hay là Trust Wallet, thì các bạn sẽ có các cái mã bảo mật của nó gồm 12 dãy số đấy, thì các bạn cần lưu cái đấy để các bạn khôi phục tài khoản. Thì cái private key này nó cũng chính là cái khóa như vậy, hãy dùng để khôi phục tài khoản game. Và khi chúng ta vào game thì chúng ta mới có thể lấy được cái private key này. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ vào game để mình chỉ cho các bạn là khi các bạn chơi game các bạn bắt buộc phải lưu ngay cái private key này lại cho mình. Và các bạn vào dấu gạch ba chấm ở đây và vào phần cài đặt. Một lần nữa cái ID của các bạn là cái này. Đấy, chính là cái này nhá. Thì các bạn cũng có thể copy ID ở đây. À, còn cái job và private key chính là cái này, và nó hoàn toàn là dấu chấm. Đây nó là các bạn hiểu đây là một cái bảo mật rất là cao, và các bạn hãy copy cái này. Hãy lưu cho mình vào một cái tài khoản cloud nào đấy, ví dụ như Google Cloud hay là các cái nốt mà nó có lưu trữ trên đám mây ấy, hoặc là các bạn hãy lưu vào một chỗ nào mà các bạn sẽ nhớ và anh nhớ và lưu trữ lâu để tránh nó trường hợp nó bị mất hoặc là người khác lấy mất của các bạn khi máy hỏng hoặc là các vấn đề khác. Thì nếu các bạn đưa lên các cái dữ liệu lưu trữ đám mây thì nó sẽ không bao giờ mất được. Đấy, các bạn chỉ cần đăng nhập vào cái tài khoản đám mây là các bạn sẽ lấy được. Đó chính là cái thông tin quan trọng nhất của game, là cái do private key này, là các bạn phải lưu trữ bảo mật cho mình. Đấy, để chúng ta khôi phục tài khoản khi cần. Đấy, khi các bạn có thể cải lại win mất dữ liệu của game, hoặc là các bạn chuyển sang máy khác mua một máy mới, thì các bạn sẽ dùng cái private key này, thì các bạn sẽ ngay lập tức vào được game theo cái tài khoản của mình. Còn đối với lại cái cổng Poktan thì khi các bạn chuyển máy hay là cải lại máy, khi các bạn mở trang web lên và các bạn dùng một cái link bất kỳ của cái nhà phát hành game mà các bạn đăng nhập lên web nó, các bạn ấn vào và các bạn đăng nhập vào cái tài khoản Twitter mà các bạn đã dùng, đấy đã dùng, thì ngay lập tức nó sẽ trả về cái cổng Poktan mà liên kết với lại cái tài khoản game của các bạn. Cho nên các bạn phải lưu trữ cho mình là cái private key này và cái tài khoản Twitter, là hai cái bắt buộc các bạn phải lưu trữ đồng bộ, bảo mật và lâu dài các bạn nhé.
Về tiếp theo thì các bạn chúng ta sẽ đến với phần là khôi phục tài khoản. Thì cái này bạn chờ mình một tí, thì chúng ta sẽ tiến hành chờ mình một tí là mình sẽ tiến hành là xóa cái tài khoản game này đi, xong mình sẽ mở cái màn hình lên và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách mà chúng ta khôi phục tài khoản. Bây giờ chúng ta quay lại đến cái phần khôi phục tài khoản. Thì sau khi các bạn cài lại máy hoặc là chuyển sang máy khác, thì trên màn hình các bạn khi mở game, khi cài game lên mở lên thì chúng ta sẽ xuất hiện cái dòng là create account này. Và để chúng ta khôi phục tài khoản thì các bạn hãy chọn vào my account này nhé, my pre-K này. Đấy, thì nó sẽ hiện ra một cái bảng mà chúng ta sẽ nhập cái pre-K vào đây. Đấy, thì mình sẽ tạm dừng một tí để nhập cây đã. Sau khi các bạn ấy nhập cái pre-K của mình vào rồi thì các bạn hãy ấn cái chữ enter. Đấy. Nó ra một cái bảng yêu cầu chúng ta đổi mật khẩu, thì các bạn ở đây các bạn hãy đổi cái mật khẩu đi. Và các bạn ấn đôn. Như vậy thì là các bạn đã cập nhật cái tài khoản của mình thành công, và bây giờ các bạn hãy tiến hành đăng nhập để chơi game thôi. Việc chúng ta khôi phục tài khoản nó rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần cái pre-K, chúng ta sẽ khôi phục được tài khoản thành công và tiến hành đăng nhập vào tài khoản để chơi game bình thường. Các bạn hết sức lưu ý chúng ta là bắt buộc mỗi bạn chơi game này lâu dài, các bạn phải lưu cái pre-K này cho mình. Và các bạn hay xem video thì đừng có tua, cố gắng xem hết video giúp mình và cũng như like, chia sẻ video để ủng hộ mình. Cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình. Trong tương lai thì mình đang xây dựng cái cộng đồng Discord và sẽ hướng dẫn các bạn cái chơi game này đến tiến trình mới, cũng như sang năm 2022 thì mình sẽ có tìm hiểu thêm những cái game chúng ta chơi mà có thể có cái thu nhập và thời gian chơi nó hợp lý, thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ trên cộng đồng Discord và cũng như trên cái kênh YouTube của mình. Hy vọng các bạn sẽ like, chia sẻ video cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn.